Kính chào toàn thể quý vị và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Trước tiên Cát Tường xin được giới thiệu những vị khách mời đặc biệt của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý tiến sĩ Linh Trang, người dẫn chương trình Thanh Thảo. Và đặc biệt đồng hành với chúng ta ngày hôm nay còn có hai cặp vợ chồng Việt Hưng và Thiên Kim, vợ chồng Hồng Châu và Việt Thành. Kính thưa quý vị, câu chuyện về những cặp vợ chồng luôn là một cái đề tài muôn thuở mà chúng ta có thể ngồi quay quần với nhau nói mãi cũng không thể nào hết chuyện được. Bởi vì trong đời sống vợ chồng đôi khi một lời nói hay là một cử chỉ thôi cũng làm cho những người trong cuộc có thể giận hờn hay là cãi vã lẫn nhau. Và ngày hôm nay thì Cát Tường xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy chia sẻ về một vấn đề mà Tường nghĩ rằng là chúng ta cũng hay gặp phải trong đời sống vợ chồng. Đó là làm như thế nào để có thể hòa hợp được về những cái thói quen trong sự khác biệt về văn hóa vùng miền trong đời sống vợ chồng. Và trước tiên chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn clip ngắn. Có câu khi yêu là không phân biệt mọi ranh giới, nhưng thực tế trong ranh giới của sự khác biệt vùng miền, không ít các cặp đôi đã vấp phải những tình huống mâu thuẫn éo le đến khó dung hòa. Đó là khi sự khác biệt bắt nguồn từ văn hóa, lối sống và cách suy nghĩ đã thành nếp trong mỗi người. Đơn cử như câu chuyện của cặp đôi chồng Nam vợ Bắc. Dễ thấy nhất là trong cách ăn mặc thường ngày, đàn ông miền Nam thường xòe xòa không kiểu cách. Điều này với phụ nữ miền Bắc thường khó chấp nhận, nên dễ khiến cho cả hai cảm thấy khó xử, dẫn đến xét nét nhau chỉ vì khác biệt trong cách suy nghĩ. Trong tính cách, người ở mỗi miền cũng có những nét đặc trưng, nên nếu đàn ông miền Nam thường có lối sống phóng khoáng, tiêu xài ít tính toán, thì sẽ va chạm với tính tiết kiệm của phụ nữ miền Bắc. Chưa kể đến sự khác biệt trong văn hóa của mỗi vùng miền, từ khẩu vị ăn uống cho đến việc xem cải lương hay nghe hát quan họ cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Dù vậy, đáng ngại nhất vẫn là câu chuyện bất đồng trong văn hóa ứng xử với họ hàng đôi bên. Điều này cũng dễ khiến cho cả hai vợ chồng khó tìm ra giải pháp phù hợp với tất cả mọi người. Như vậy, sự khác biệt vùng miền liệu có phải là điều khó dung hòa cho các cặp đôi? Và nếu văn hóa đã trở thành nếp sống riêng trong mỗi người, thì để hòa hợp cần trang bị những kiến thức nào để xóa đi ranh giới khác biệt vùng miền? Tiên thì Tường muốn nói chuyện với Thanh Thảo trước. Ông xã của Thảo thì người vùng nào, người miền nào? Ông xã em là người miền Trung, người Nghệ An. Còn Thảo là người Sài Gòn. Em thì lớn lên thì ở Sài Gòn nhưng mà gốc thì là ở miền Tây. Vậy thì bạn có thấy hình ảnh của bạn đâu đó trong cái đoạn clip đó không? Ở đây là chồng Nam vợ Bắc, còn em á là vợ Nam mà chồng thì Trung. Cho nên là lúc ban đầu á hai bên đến với nhau á thì em thấy cái lúc yêu nhau á mỗi người đều gồng lại một chút. Để giống như người này nhường người kia á chị, cho đỡ bớt cái câu chuyện mà giận dỗi nhau. Ví dụ nhiều khi ảnh cũng không thích cái điều đó mà anh không nói. Anh cũng kệ cho qua, còn mình thì nhiều khi mình thấy ổng cũng duy chiều chuộng nó nhưng mà mình cũng thôi kệ. Nói chung từ những cái kệ đó rồi nó sẽ đôi khi nó sẽ bùng phát ở một cái thời điểm nào đó. Có nghĩa lúc yêu nhau thì thôi mình cứ chín bỏ làm 10, thấy có cái tiềm ẩn rồi thấy đúng không? Tiềm ẩn chị. Nhưng mà cho qua vì lúc đó tình yêu nó còn choáng ngợp quá, qua. Nói chung là lúc đó cái tình yêu nó quá bự, nó che đúng hết rồi. Tất cả những cái khuyết điểm của nhau. Mặc dù là với cái sự tinh tế của ông xã em và cả với cái khó tính của em nữa thì em cũng nhìn nhận ra được là ở hai người là đều nó có cái sự khác nhau. Ủa em khó tính lắm hả? Em rất là khó tính. Bữa nay chị mới biết là em khó tính. Cái tính ông xã em lại vô tư hơn nhưng mà lại có những cái nó khắc với em. Thông thường là cãi vã về những vấn đề gì? Nó xoay quanh những cái câu chuyện vô cùng là ngộ. Ông xã em là một người rất là nguyên tắc. Nguyên tắc đến mức cực kỳ luôn. Chỉ đơn giản là cái chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ là phải xúc nước muối. Còn với em á thì 10 ngày á thì làm 7-8 ngày thôi, còn ngày nào mà quên rồi thôi đánh răng không. Nhưng mà vậy là cũng giỏi lắm rồi, cũng có làm theo. Tường xin hỏi vợ chồng của Hồng Châu và anh Việt Thành thì hai người lấy nhau lâu chưa? Dạ tụi em lấy nhau cũng cỡ 4 năm rồi chị. 4 năm. Dạ. Mình ở vùng nào? Dạ chồng em thì miền Bắc, em thì miền Nam. Cũng miền Bắc và miền Nam. Dạ. Vậy thì chắc cũng có những lúc không có được thuận thảo lắm trong công việc, trong mọi thứ đúng không? Dạ dạ, nói chung là cũng do văn hóa của vùng miền, mỗi cái miền nó khác nhau nên là nhiều lúc trong cái cuộc sống có những cái nó va vấp nhau. Mà hiện tại hai người là mình sống riêng hay là sống chung với gia đình chồng hay là vợ? Dạ tạm thời là hai chồng là sống chung với lại bên chồng ông bà nội. Vậy còn vợ chồng của Thiên Kim thì sao? Dạ em thì gốc miền Tây nhưng mà cũng sinh sống ở Sài Gòn, còn ông xã là người Bắc. Cũng tụi em cũng ở chung nhà với ông bà nội. Mình có hay trục trặc gì không?
Dạ cũng nhiều lắm chị, nhất là hồi mới cưới nên là về là coi như là giống như là rớt từ trên thiên đường xuống. Trời đất ơi, gì ghê vậy mà rớt trên thiên đường. Ủa nhưng mà mình cưới nhau lâu mau rồi? Dạ tụi em mới cưới có 8-9 tháng rồi chị. 8-9 tháng à, vậy là chưa có em bé ha? Dạ chưa. Mà làm gì vậy, rớt từ trên thiên đàng rớt xuống như vậy? À, cái giai đoạn này là giai đoạn năm đầu tiên của em. Một lát nữa bạn sẽ nghe Thảo chia sẻ kỹ hơn về cái năm đầu tiên của Thảo. Rất đồng cảm đúng không? Dạ. Nghe nhà này chia sẻ xem thế nào. Ví dụ như những trường hợp nào mà phải hụt hẫng với nhau dữ vậy? Khi mà ở nhà mẹ thì mình ngủ rất là thoải mái, chỉ có thể ngủ tới mấy giờ cũng được, mà ở nhà chồng như vậy là còn khá là ngại. Thì nếu mà ngủ quá là cũng không được, mà tối thì mình đi làm về mệt quá thì mình ngủ trễ thì sáng dậy sớm, nói chung là cũng khó cho mình. Nói chung là cũng những cái sinh hoạt sống hàng dạ, ngày sinh thôi. Hoạt bình thường. Chị Trang thấy cái hiện trạng này ở xã hội hiện nay là rất là nhiều đúng không? Chị Cát Tường hỏi mình cũng thấy là rất nhiều cặp vợ chồng mà đặc biệt là trẻ. Trẻ là bởi vì nếu như mà người ta sống được tới già đó, nghĩa là người ta đã dung hòa chuyện đó rồi. Mà từ những cái chuyện hết sức là đơn giản, trước hết là gì? Ẩm thực trong gia đình. Cái nếp ăn ở, thậm chí là nấu canh gọt cho mướp ra đó, thì sắc theo hình tròn hay sắc hình thoi cũng là một sự tranh luận rồi. Rồi cái chuyện mà giờ giấc của mỗi gia đình, cái nề nếp nó khác nhau. Mình ra miền Bắc mình thấy là người ta đi ngủ rất là sớm. Chuẩn chồng có đi nhậu cỡ nào 5 giờ chiều về 9 giờ là đi ngủ. Nhưng người miền Nam là không có như vậy, nên cái nếp sinh hoạt khác. Rồi đặc biệt nữa là gì? Cái tính cách mỗi vùng miền đó, mình thấy trong sinh hoạt nó cũng có khác nhau. Người này thì đề cao tính cá nhân, bên kia thì đề cao tính cộng đồng. Rồi có người cái tính thì phóng khoáng, có người thì tính nó quá chi ly chẳng hạn. Như vậy cả về lối sống, ẩm thực, sinh hoạt, tính cách, chúng ta thấy đều có những cái sự khác biệt. Theo như cái kinh nghiệm của em mà em đã dần dung hòa được sau 7-8 năm chung sống, thì em nghĩ cái nguyên nhân đầu tiên là cũng là do cái vùng đất nó sinh ra cái con người. Và cái lý giải của riêng em thôi, thì em nghĩ như người miền Tây, người ta có thể sống bằng cái gì? Bằng rau ở ngoài vườn, bằng cá, bằng tôm ở dưới sông. Cho nên khi mà người ta làm có tiền á, đôi khi người ta không có nghĩ nhiều đến cái việc là mình phải dành dụm cả tất cả những cái số tiền này. Tại vì mình nghĩ ở một cái vùng miền mà nó trù phú như vậy thì người ta sẽ không nghĩ tới cái chuyện đói. Và cái vùng miền ở phía miền Tây, miền Nam này thì cái việc mà lũ lụt hạn hán nó cũng ít xảy ra hơn. Cho nên là cái tính của con người miền Tây thì dường như có vẻ như là cái lo toan tính toán cho cái tương lai xa nó lại không nhiều bằng những người mà sống ở những nơi khắc khổ. Vì sao em có cái lý giải như vậy là cũng một cái lúc bất đồng quan điểm thì hai vợ chồng cũng chiến tranh lạnh khoảng 2 ngày. Thì là ông xã em có một cái mèo, là vì ông xã sinh ra và lớn lên ở một cái vùng đất khắc nghiệt, nhiều nắng gió và tai ương, cho nên nó phải luôn luôn có cái đề cao cảnh giác trong cuộc sống, và thậm chí là có những cái bước mà luôn luôn là dự phòng. Mà lần đó là mình tranh cãi về vấn đề gì? Cái việc sử dụng tiền xây nhà và trang trí nội thất trong nhà. Chị biết rồi đó. Nhưng mà với một người mà thích trang hoàng từng góc, từng cho đẹp đúng không, nhà, thì mình phải đầu tư chút xíu. Em có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà với ông xã em á là cứ như tiết kiệm được khúc nào hay khúc đó. Rồi cuối cùng thì hai vợ chồng xảy ra cái chiến tranh lạnh, khi mà nhìn cái con số nó quá khổng lồ so với cái con số mà dự kiến của chồng đưa ra. Còn anh Việt Hưng, cụ thể của vợ chồng anh là mình cãi vã nhau, giận hờn nhau về vấn đề gì? Em lúc mà mới cưới nhau thì nó bị trục trặc ở cái chỗ mà cái ẩm thực. Vợ em thì nấu canh thì thường là không thích ăn hành, mà em thì người Bắc thì quen ăn hành, ăn gia vị. Ăn ấy thì nói chung lúc đầu thì cũng hơi khó ăn. Xong rồi cũng hai vợ chồng gặp nhau rồi cũng bàn bạc hay là bây giờ nấu hai phần. Tính nấu là hai nồi. Nấu thì là tại vì ảnh thì ảnh không thích phải bỏ hành, sẽ nấu xong rồi mới bỏ hành. Mà như vậy thì cái mùi hành đang rất nhiều, em sẽ không ăn được. Em nói vậy thôi, bây giờ nấu hai nồi mất công rửa quá, thì thôi bây giờ là nấu xong đi rồi múc sẵn một chén cho em rồi mới bỏ hành vô cho chồng. Ngoài cái chuyện ăn uống ra là còn vấn đề gì nữa không? Vấn đề đó là nhà em thì là gốc miền Bắc, nên là những cái vấn đề mà lễ nghĩa dỗ chạp á thì thường là cũng nhiều, với lại con cháu phải tập trung vào. Mà vợ em thì cũng rất là ngại,
Con gái Bắc thì thường rất là giỏi về nấu ăn, nấu nướng, thì mà em thì là không có tự tin lắm về vấn đề đó. Mà trong khi nhà chồng thì có rất là nhiều dỗ chạm như vậy thì mình cũng ngại, tại vì mình đến mà mình không nấu, mà nấu dở quá thì cũng mất mặt, nên là thôi. Thế là rồi dạ, mỗi khi mà đám dỗ cũng quẩy vậy, rồi vợ bạn về vợ không có làm thì lúc đó chồng có gay không? Em cũng có chia sẻ với chồng em là hiện tại bây giờ thì em chưa có nấu giỏi, thì em sẽ dọn phụ với lại các cô các bác. Chị muốn hỏi một xíu nữa là về cái đối nhân xử thế thì hai bên gia đình có khác nhau không? Ở nhà chồng thì gốc Bắc nên là lễ nghĩa rất là nhiều. Ví dụ chị đi ra là phải chào, đi về là phải chào, đó đương nhiên rồi. Nhưng mà đi ra đi về trong vòng bao nhiêu lần thì cũng phải chào quá nhiều lần như vậy. Nhiều khi em cũng quên, em nghĩ là nãy chào rồi, mới đi ra có chút xíu à, xong quay lại vô là chào lại, xong chào lại, xong đi ra chào nữa, thì đó mình cũng quên. Thì nhiều khi má chồng cũng không có nhắc, nhưng mà mình cũng thấy mình ngại, mình không có làm theo cái nề nếp mà trong nhà mà mẹ đã nói trước như vậy. Tôi thấy anh Hưng còn suy tư quá vậy, còn vấn đề gì nữa không anh? Tại miền Bắc mình ăn cơm thì cũng phải mời. Đúng rồi. Mà vợ em thì người miền Nam nên là ăn thì cứ mạnh ngay nó ăn thôi, không phải mời. Nên lâu lâu mẹ em cũng nói riêng nhắc khéo em. Hoặc là người miền Nam á là không phải không mời, nhưng mà cái kiểu mời nó khác. Người miền Bắc nhà cơ, con mời mẹ xơi cơm thì người miền Nam nói con ăn cơm nha, đó gọi là mời. Kiểu mời. Hoặc là đôi khi mình xuống mình nói rồi cả nhà ăn cơm, mình nói một cách giống như là rất là bình thường, nhưng mà ba mẹ mình sẽ không mắc lỗi chuyện đó. Nhưng đối với những người miền khác thì đôi khi miền Trung cũng vậy em. Đấy là dạy con mời ba ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm, xong rồi khi ba mẹ chưa cầm đũa và chưa gấp thức ăn thì mình cũng chưa được ăn. Vậy còn Châu với Việt Thành thì sao? Dạ, năm đầu cũng chật vật nhiều thứ lắm. Cụ thể, cụ thể. Lúc mà năm đầu tiên thì em cũng không có xung đột với mẹ nhiều lắm đâu. Chủ yếu là với bố thôi, mà cũng không có gọi là phải là xung đột. Ủa, ngộ vậy, thường thường là với mẹ chồng thôi chứ sao phải tới bố chồng là sao? Dạ, tại vì tính của mẹ em là mẹ em không có nói, còn bố thì bố muốn chỉ dạy em, nhưng mà mẹ thì lại can ngăn, mẹ không cho, nên thành ra cứ mọi thứ nó dồn chút á. Nên thành ra có một lần em nhớ là dữ dội nhất luôn á. Bố em là đi xa về thì em cũng vô tâm quá, em cũng không có để ý, là thì hỏi han này nọ, bố đi chơi sao có mệt không hay nọ, đồ dơ để đó con giặt cho đó. Nhưng mà em mình vô tâm á, mình không có nghĩ đến những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đó, nên thành ra bố khó chịu. Dạ đúng rồi, tỏ vẻ khó chịu, làm gì cũng rầm rầm rầm. Gặp em thì cũng đang có con nhỏ nên em cũng luôn sù bù với nó, nên em cũng không có để ý đến bố nhiều. Thì mẹ chồng em mới lên nói, sau bố đi chơi đi đâu xa về á thì hỏi thăm bố một tiếng. Thì lúc đó em nói chung là em cũng bị stress ở bên công việc rồi về nhà lại bị nói như vậy nữa. Em nghĩ là nếu là đã là người nhà với nhau thì không cần cảm với nhau chút xíu. Dạ đúng rồi. Cái xong mà em cũng thấy là bức bối quá đi, nên là em cũng có xin phép là về bên nhà mẹ ruột. Ồ vậy luôn hả? Nhà. Dạ. Cái xong rồi cái bố mới kêu hai chồng qua, nói là bây giờ bố không có cho về. Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đi về bên đó được, rồi mốt có chuyện gì nữa mà cứ chạy về bên đó là không được. Lúc đó là bố mới xì nẹt, bố nói ra hết tất cả những gì mà bố không hài lòng về em. Thì lúc đó là em mới hiểu là trước giờ em đã thiếu sót những cái gì. Và cũng nhờ cái buổi nói chuyện hôm đó mà em hiểu về cái gia đình bên chồng của em nhiều hơn, hiểu về bố mẹ nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó Thành thấy như thế nào? Cũng rất là khó xử, nhưng mà em cũng cố gắng mình thu xếp làm sao đó để mà vợ mình đi nhà hai bên á cũng tránh đi cái sự mà cãi vã. Nhưng mà lúc đó ba em có kêu em ra nói chuyện riêng hay là la dạ mắng gì không? Tức là bố chỉ nói chuyện vào là dẫn kêu hai vợ chồng vào nói chuyện, là không có nói riêng hai người, không nói riêng, nói chung luôn. Còn là... vợ thì có cằn nhằn riêng giận hờn em không? Dạ không, dễ khóc lắm, nên là chỉ khóc thôi. Sau chuyện đó xong thì chung là mọi sự cũng được giải tỏa, cũng rất là nhiều. Chị Trang có thể cái câu chuyện của các bạn lại về những rất là nguyên nhân tế mà qua đó ta thấy nguyên nhân là gì. Một là khi mà chúng ta về ở đó thì chúng ta hơi chủ quan là không lường trước được những cái mà nó khác biệt nhiều đến như vậy. Không, cái thứ hai nữa đó là do bản thân những người trong cuộc, cái tôi nó quá lớn nên nó mới dẫn đến xung đột. Chứ thực ra khác biệt thì rất là nhiều gia đình có, nhưng mà nếu người ta gạt bỏ cái tôi một chút thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Cái thứ ba nữa là chúng ta không biết chấp nhận người khác, ở chỗ là cái bản sắc của mình phải giữ, nên là không dung hòa với người khác. Đấy là những cái chủ quan của người trong cuộc. Nhưng tôi nghĩ có một cái nguyên nhân khách quan là do tác động từ bên ngoài nữa. Những người xung quanh cũng ảnh hưởng. Đúng. Ví dụ như tôi thấy một cô kia cổ người Sài Gòn lấy chồng ngoài Huế,
Cổ ra ngoài đó là cả một sự hy sinh vì xung quanh không ai nói tiếng Sài Gòn hết. Cổ nói là cổ khổ sở quá, áp lực quá, mà chồng thì rất là thương nhưng cổ không vượt qua được điều đó. Cổ ở đó một thời gian thì cổ bị trầm cảm. Và một cái trường hợp nữa là một bạn mà tôi quen bên truyền thông á, là ở trong này xong đưa con ra Bắc ở với mẹ chồng. Một thời gian thì không phải mẹ bị stress mà con bị tự kỷ luôn. Nghĩa là không giao tiếp được với những người xung quanh vì họ có một cái gì đó mà nó tạo nên một sự khác biệt, cái khoảng cách. Mà cái khoảng cách này rõ ràng là xuất phát từ cái vùng miền mà một trong hai bên không chấp nhận nhau. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái nguyên nhân vừa cả về phía những người trong cuộc và cả phía những cái người xung quanh tác động đến. Theo như Thảo là người trong cuộc thì khi mình lấy một người chồng khác vùng miền thì nó có những cái được và cái mất nào? Em thấy cái được đầu tiên là đôi khi em học được ở ông xã em nhiều cái. Thí dụ như là cái tính nguyên tắc. Giống như ngày xưa em rất là ít uống nước, mà cái chuyện mà tập uống nước nhiều mỗi ngày cũng là do ông xã tập cho em và dần nó thành một cái thói quen. Và cái chuyện nguyên tắc, ví dụ như nói với con là không là sẽ không và được là sẽ được, rồi từ đó con nó sẽ cảm nhận là cái đó là cái sự nghiêm khắc trong gia đình, chứ cũng không có giống như là hơi hiền hòa dung túng như cái kiểu của mẹ mà mẹ miền Tây á. Thì cái tính đó em học được. Rồi chính những cái nguyên tắc đó của ảnh, những cái mà giống như mỗi lần mà đi đâu là anh phải lên một cái checklist rất là rõ ràng để anh chuẩn bị rất là chu đáo vô. Còn mình thì mình nghĩ ok chắc là mình nhớ hết, nhưng mà đương nhiên là mình sẽ có cái để mình quên. Mình sắp xếp cuộc sống hơn. Thì cái cách sắp xếp cuộc sống lại á, nó sẽ đỡ bị xáo trộn hơn một tí xíu. Và từ khi có con thì mọi thứ nó cũng đi vào nề nếp. Cái sự nề nếp nguyên tắc này là Thảo học rất nhiều từ ông xã. Còn cái mất đó là mình phải hy sinh tí xíu. Có nghĩa là từ sau khi lập gia đình cho tới tận bây giờ là 8 năm, chưa bao giờ Thảo đi ra khỏi nhà mà nói về cái công việc mà vui chơi á, nó qua 10 giờ rưỡi. Qua 10 rưỡi à? Đúng rồi chị. Thậm... Cái đó là cái hy sinh của mình. Đúng. Tại vì em nghĩ là lúc mà em không có chưa có gia đình nha, em có thể đi đánh bowling, em có thể đi cà phê, 12 giờ về cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà từ sau khi mà lấy chồng rồi thì mình lại phải hy sinh bớt. Có một lần em đã nói với ông xã em là có bao giờ chồng nghĩ là cái nhu cầu giải trí hàng ngày của vợ là gì sau cái chuyện công việc và con cái. Thì bắt đầu là ảnh cũng suy nghĩ lại là em cũng cần có những cái nhu cầu đó. Cho nên là bây giờ thay vì hai vợ chồng sẽ đi coi phim vào buổi tối thì mình sẽ sắp xếp một buổi nào đó tụi em sẽ đi coi phim, và có giác hai bây giờ chưa có giác mà ta đang ngủ á, kỳ cục lắm. Coi xong rồi tranh thủ đón con luôn. Thì mình cảm thấy là mình cũng được giải tỏa và ổng cũng đáp ứng được cái nhu cầu của mình là đôi lúc vợ chồng cũng có những cái riêng đó. Còn anh Hưng, khi lấy một người vợ khác vùng miền với mình như vậy thì bản thân anh cảm thấy những cái gì được và những cái gì chưa được? Cái em cảm thấy được cái nhìn nhận cuộc sống cũng thoáng hơn, nó cũng không có theo một cái khuôn khổ đôi khi mà cái rập khuôn cứng nhắc. Đúng rồi. Và nó cũng nhìn mọi vấn đề nó cũng thoải mái hơn. Còn cái mà chưa được thì đôi khi là nhiều cái vấn đề về cái cách sống, cái trong cách sinh hoạt, cách ăn uống nó cũng hơi khác so với những cái mà ngày xưa mình sống với bố mẹ. Nên khi lấy vợ mình phải cố gắng mình sao mình phải hòa hợp. Nói chung mình cũng phải hiểu vợ một chút để cho nó cuộc sống vợ chồng nó tốt hơn. Vợ có muốn bổ sung gì ý kiến của chồng không? Thì em thấy ảnh mất đầu tiên đó là mất ký, bởi vì ảnh không ăn được đồ ăn em nấu. Nhưng mà thực ra thì đúng là nghe chị Thảo đó cũng có nhiều cái đồng cảm, đó là mình cũng học tập được ở chồng rất là nhiều cái sự gọi là quy củ và ngăn nắp. Bởi vì thật ra cũng là một người hơi bừa bộn, thì đó mình cũng học được một số những cái để mình hoàn thiện mình hơn. Còn mất thì nếu mà mình thấy mình đang bay vùng vẫy tùm lum hết, giờ bị bó vô trong chuồng rồi thấy nó cứ sao sao á, nhưng mà từ từ rồi cũng quen, thì cũng giảm thì thấy cũng có thể chấp nhận được. Qua tới năm thứ hai và năm thứ ba em sẽ cảm nhận là em vẫn đang bay nhưng nó trong cái hộp lớn hơn chứ nó không phải ngoài bầu trời nữa. Của chồng em thì nó hơi ngược so với lại bên anh chị bên đây. Em thì là người học được cái quy củ nguyên tắc đó, chứ không phải là giờ em học. Mặc dù là em là người gốc Bắc thật nhưng mà sinh ở trong Sài Gòn, cho nên là có những cái ảnh hưởng của Sài Gòn mình nó đậm hơn là cái gốc Bắc. Cho nên là cái việc mà mọi vấn đề mà ở nhà gia đình thì là trước đây từ nhỏ là giờ mẹ lo hết. Thậm chí những cái việc mà giống như chị Thảo nãy có đề cập là uống nước á, em là người bị nói uống nước chứ không phải là vợ em phải uống nước. Ngày nào là nhắc uống nước hết, thậm chí trước khi ngủ phát uống một ly mới cho đi ngủ. Rồi đánh răng cũng vậy, cùng vợ cũng bật đi rồi mới cho ngủ.
cái người Việt mình đôi khi nó hơi nhầm lẫn sự khác biệt với sự mâu thuẫn. Mình biến sự khác biệt thành mâu thuẫn thì nó sẽ dẫn đến cái mất, đó là mất hòa khí trong gia đình, mất sự đầm ấm vui vẻ và thậm chí là mất cả hạnh phúc vợ chồng nữa. Còn tôi thấy cái được thì rất là nhiều, như các bạn nói nãy giờ đó, học hỏi nhau, học được cái vốn từ, cái vốn ngôn ngữ, lời ăn tiếng nói của mình nó đa dạng hơn, học được cái lễ nghĩa. Người miền Nam chào là chỉ gật đầu cúi người, người miền Bắc chào là phải câu chữ nó rõ ràng. Như vậy tôi thấy là nếu như sự khác biệt vùng miền đó nó tạo nên sự đa dạng trong cái văn hóa gia đình, giúp các thành viên học hỏi nhau và càng ngày càng tiến bộ hoàn thiện hơn, thì tôi nghĩ là cái được rất lớn. Vậy thì làm sao để gia đình tránh được những cái sự xung đột, tránh những cái chuyện mà giận hờn nhau, thì mình có những cái hướng giải quyết nào? Theo Thảo thì mình sẽ... Thì cho đến giờ phút này thì em cảm thấy là gia đình giữa hai bên và rất là hòa thuận. Và kể cả cái suy nghĩ của mẹ chồng em và cái suy nghĩ của em bây giờ nó cũng được kéo gần lại với nhau hơn. Em xem mẹ chồng như mẹ ruột để mà em nói là thật sự với mẹ là con không có thích như vậy. Chẳng hạn như cái chuyện mà có bầu, mẹ bắt ăn rất là nhiều trứng ngỗng và mẹ mua cá chép, xong mẹ mang qua cho mình ăn. Thì đôi khi cái vị của mẹ làm là mẹ sẽ bỏ nó nhiều thì là, trong khi mình thì không hề biết ăn thì là, mà đang có bầu thì mình rất là sợ những cái mùi đó và mùi ngò. Thì buồn cái là bưng lên xong cái mình là cứ ủa tới tấp, rồi mình làm cho mẹ có cái cảm giác là mình không có tôn trọng cái món ăn đó của mẹ. Nhưng mà thật sự thì không phải như vậy, cho nên phải nói với ông xã là vợ sẽ ăn nhưng mà mẹ mua xong rồi á, mẹ cho vợ đem về bên đây để cho mẹ bên đây nấu canh chua hay gì đó để vợ ăn. Thì những cái câu chuyện đó là em phải chia sẻ qua với ông xã, hoặc là cầu nối. Hoặc là đôi khi là ông xã thấy em thèm phở cái mua tô phở xong cái te xách chạy lên lầu cho vợ mà đi ngang quên mời mẹ ăn tiếng. Thì mẹ sẽ cảm thấy mẹ buồn, mà cái điều đó thì mình sẽ là người nhắc lại ông xã mình. Có nghĩa là chính bản thân mình cũng phải tinh ý một tí xíu để mình đặt cái trường hợp của mình là mẹ chồng hoặc là ba chồng, thì lúc đó họ đang suy nghĩ cái gì về về mình và họ đang cảm thấy là họ bị xúc phạm hay không. Thì như vậy thì mới có thể là kéo gần cái khoảng cách đó lại. Hưng hay là Kim có cái giải pháp nào cho cái vấn đề mà mình trục trặc nhau khi mà mình khác biệt về vùng miền hay không? Để giải quyết một vấn đề thì chỉ có một cách, đó là nhìn thẳng vào vấn đề và vợ với chồng như vậy đó thì là thay đổi như thế nào. Chứ mà cứ tiếp tục im lặng, xong rồi qua cái thời gian im lặng thì cảm thấy là vợ chồng thương nhau cũng có thể bỏ qua, nhưng mà xong một thời gian nó lại buồn nữa thì thôi, cứ nhìn thẳng vào vấn đề, không giải quyết dứt điểm, nó âm ỉ hoài. Dạ đúng rồi. Bây giờ là giải quyết làm sao, chồng thấy làm sao, vợ thấy làm sao, thì tìm cái điểm chung trong cái cách giải quyết đó để mà hai vợ chồng đi theo cái lối đó để mà... Thì là mình ngồi lại với nhau trước rồi đúng mình rồi. Mới ngồi lại với ông bà. Đúng rồi đó, chị. Khi mà hai vợ chồng đã thông tư tưởng cho nhau rồi. Cho nhau rồi. Đó. Chị Trang cũng nên chốt lại vấn đề để cho nó mọi chuyện nó cô động lại. Mình nên nhìn thấy cái được nhiều đó thì mình sẽ có hướng giải quyết nó tích cực. Nói đến cái được để chúng ta thấy rằng vì cái được đó chúng ta cố gắng khắc phục những cái xung đột bằng cái việc là, một là ông bà mình dạy từ xưa đến giờ rồi, nhập gia tùy tục. Ở bên vợ thì theo bên vợ, ở bên chồng thì theo bên chồng, và hai vợ chồng có sự dung hòa với nhau. Để nhập gia tùy tục được thì chúng ta phải quan sát, học hỏi những người xung quanh mình để chúng ta có thể thích ứng với cái môi trường đó. Cái kế nữa là tôi nghĩ rằng hãy dẹp bỏ một chút cái tôi cá nhân của mình. Để dung hòa với những người xung quanh thì chúng ta một là biết chấp nhận người khác, đấy là sự khác biệt của họ với mình, và hai là chúng ta dung hòa với họ, đặt mình vào vị trí của họ, nếu mình là họ thì mình sẽ ứng xử và giải quyết như thế nào. Cái điều nữa mà tôi cũng nghĩ rằng là hãy biến chuyện nhỏ đó thành chuyện không có, chứ đừng biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, thì chúng ta sẽ giải quyết được mọi cái mâu thuẫn. Và vì vậy nếu mà chúng ta chỉ cần tinh ý để mắt một chút đó, thì tôi nghĩ rằng là cái việc đáp ứng của hai bên nó sẽ không khó khăn lắm. Tôi nghĩ đó là những cái rất đơn giản để chúng ta khắc phục được xung đột vì cái sự khác biệt vùng miền ở trong gia đình. Mọi thứ tôi nghĩ rằng đều hướng tới là gia đình mình nó đồng ấm, nó hạnh phúc thôi, phải không? Vâng, cảm ơn những cái ý kiến chia sẻ của chuyên gia tâm lý tiến sĩ Linh Trang. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào.